Vâng, xin chào Quốc Vượng. Cảm giác của anh lúc đó như thế nào khi mà U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 để giành vé vào bán kết và loại luôn đối thủ khỏi SEA Games 30? Trước tiên là phải chúc mừng các em đã. Chúc mừng Việt Nam đã vào bán kết. Và con đường được bắt thì nó tương đối thuận lợi vì vào bán kết mình gặp đối thủ về lý thuyết thì là yếu nhất là Campuchia. Đúng không? Bởi vì họ đứng đi bảng của Campuchia lâu nay thì giống như đội lót đường. Còn Myanmar thì họ vẫn lâu nay họ vẫn có truyền thống mạnh về đội tuyển trẻ. Đấy, về vấn đề chuyên môn thì thực chất là khởi đầu thì tôi không quá bất ngờ. Cái thứ nhất là đây là lứa đang còn các em còn lứa U, cái tâm lý nó còn thể chưa vững được những cái lứa đội tuyển. Mặc dù cũng được có sát rất nhiều nhưng đã một cái đối thủ như Thái Lan thì trước trận đấu thì tôi có nhận định là đôi khi trong một trận đấu ấy, hoặc là trong một giải đấu ấy, đôi khi một pha bóng có thể nó thay đổi hoàn toàn cục diện thì là cổ bóng Văn Toàn phản bóng vào chân của Supa Trái để vào lưới thì vô hình chúng nó làm cho mình khó khăn hơn. Bởi vì khi tâm lý lúc đấy tối từng cầu thủ ra tôi biết bây giờ nếu như U22 không thì mình bị loại. Còn trước khi ra sân tất cả người hâm mộ và cầu thủ và huấn luyện viên đều biết là nếu thua cách biệt 2 bàn là mình sẽ bị loại. Thì khi mà có cái tư tưởng ấy được để trong sân ấy thì nó đã có một cái gì đấy nó ám ảnh, nó gọi là nó đéo nặng ấy. Nó đéo nặng trong cái tâm lý cầu thủ và cộng với là mình vẫn thua sớm thì lúc đấy là người hâm mộ Việt Nam đang chắc là cũng tôi nghĩ là đa số mình nghĩ là đang lo lắng, nghĩ đến cái kết cục giống như 2017. May mắn là điều đấy xảy ra một bước ngoặt. Theo tôi là cái quả gỡ hòa 1-2 của Tiến Linh. Chứ để mà nói cái pha bóng này tôi xem trực tiếp tôi ngạc nhiên bởi vì nó mang đẳng cấp quốc tế. Từ phá tạt bóng cho đến phá di chuyển để hàng hậu vệ của Thái Lan hoàn toàn bất ngờ. Thì đây là cái nút thắt để các em phải tự tin lại. Đấy, mặc dù là mình về chuyên môn mình chưa phải là phong độ tối đa nhưng về kết quả thì như thế đấy là một cái tốt và cái lại là làm những người em mổ vui như là Thái Lan bị loại. Cá nhân anh thì anh thấy là sau trận Thái Lan thì anh cảm thấy lo lắng điều gì cho đội tuyển U22 Việt Nam trước trận bán kết? Đến bây giờ ấy, thì chỉ có một cái kể cả từ trước giải thì đến gần bây giờ thì có một cái duy nhất mà tôi băn khoăn đấy là cái áp lực là mình phải vô địch. Kể cả từ cá nhân ông Park, một người đã từng trải cũng đã giành ở Việt Nam 2 năm, đã giành vô số thành công mà phải nói là ông huấn luyện viên thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay rồi. Nhưng bây giờ ông cá nhân ông Park ông vẫn bị áp lực đó là phải vô địch SEA Games. Cái đấy là cái một cái nó có hai mặt. Thứ nhất là động lực và thứ hai là áp lực. Đấy. Thì kể cả đá với Thái Lan tại sao các em lại bị căng cứng là vì mình đang mang áp lực là phải vào bán kết và cộng với cái áp lực là U22 không bị loại. Đến bây giờ thì áp lực của các cầu thủ Việt Nam vô hình chung là người hâm mộ năm nay mà đứng thứ 2 thì cũng là thất bại, phải vô địch và mang cái tư tưởng đấy vào sân. Nếu như thể hiện được đẳng cấp đúng những gì ấy, những gì Việt Nam có thì tôi vẫn nghĩ là mình có khả năng vô địch rất là cao đến 90% rồi. Nhưng vì cái áp lực đấy với cộng lại bóng đá nó thiên biến vạn hóa, có thể một pha bóng nó có thể quyết định hết toàn cục của một giải đấu của một đội bóng thì là đấy là rất là lo là về cái vấn đề áp lực của các em cũng vượt qua được hay không. Chứ còn không phải là lo đối thủ hoặc là lo lắng về vấn đề chuyên môn. Cư dân mạng người ta nói câu chuyện đùa huấn luyện viên Akira Nishino thì vượt qua được đến vòng bảng của World Cup nhưng mà ông lại không thể vượt qua được vòng bảng của SEA Games. Điều này có phải phản ánh là SEA Games nó là một giải đấu rất là kỳ lạ? Không phải. Với bóng đá nó vốn dĩ là thế. Bóng đá giống như cuộc sống. Có nghĩa là một ông sếp quản lý hàng nghìn nhân viên, ông ấy vừa bước vào cổng ấy là nhân viên rất là sợ rồi, nhưng về đến cổng nhà là ông ấy sợ vợ. Cái chuyện này cũng phải nói là ông ấy là một người mình cũng phải đánh giá được đúng không? Vâng. Trong một trận đấu hoặc là trong một giải đấu thì không thể đánh giá được, nhưng cá nhân tôi nghĩ là ông ấy là một huấn luyện viên đẳng cấp. Thật sự là để mà bảo ông ấy không đủ đẳng cấp để dẫn dắt SEA Games thì không hẳn. Tới bóng đá nó mang rất nhiều yếu tố. Chỉ một giải đấu nhưng mà từ bản thân Thái Lan họ đã không muốn đá SEA Games này. Thật sự là thế. Người dân Thái họ bị tổn, họ cảm thấy là bị mất sĩ diện đi một tí thôi. Chứ còn thực ra là không, với họ cái thành tích nó ấy nó quá no nê rồi. Họ có 15 lần vô địch rồi. Đấy, thì nên là với người Thái thì họ không nặng nề về cái vấn đề đấy lắm. Nhưng mà chính ai hết người Thái họ hiểu. Ông Nishino rất quan trọng với họ. Không chỉ trận đấu gặp Thái Lan đâu, mà từ trận gặp Singapore chúng ta đã bắt đầu có phần khó khăn khi thi đấu với các đội bóng trong khu vực rồi. Anh nhận ra điều gì và tình trạng gì của U22 Việt Nam cho đến SEA Games này? Phải nói thẳng thắn như này, Việt Nam đã có từng chiến thắng Qatar, có từng chiến thắng UAE và cũng từng chiến thắng Nhật Bản, Australia. Nhưng mà không thể nói là mình bằng họ được, đúng không ạ? Thì kể cả bây giờ Việt Nam và Thái Lan so về trong mặt bằng cứng thì về lý thuyết thì mình đã còn nhỉnh hơn Singapore, nhỉnh hơn Indo một tí, một chút. Chứ không thể nói là họ thua kém mình ra sân là thắng được cả. Và khi mang cái tư tưởng SEA Games, một cái giải đấu cụ thể, một giải đấu SEA Games trong một cái bảng đấu cụ thể, một giải đấu chỉ có vài trận thì khó khăn nhất đấy là khi họ đánh giá Việt Nam mạnh, họ cẩn trọng hơn, họ đánh giá được Việt Nam mạnh chứ họ không. Singapore vào giải đấu họ mang kỳ vọng rất lớn, họ thua Indo, thua Thái là vì họ đã đối công, nhưng gặp ở Việt Nam thì cái Singapore họ nhận ra điều đấy thì họ đã không nghĩ. Và khi đẳng cấp của Singapore khác với lại Brunei, khác với Lào, và khi họ Singapore chấp nhận đá phòng ngự thì đối thủ nào khó chứ không phải Việt Nam. Đây là cái khó khăn. Đấy, Thái Lan mặc dù ông Nishino, anh xem trận Nishino, ông Nishino đã muốn cả. Mặc dù rất cân bằng thẳng nhưng kể cả khi 2-1 cả Thái Lan vẫn đã chậm. Đây là họ đánh giá Việt Nam rất cao, họ sợ Việt Nam phản công. Họ muốn búng sức vào khoảng tầm phút thứ 70 nhưng mà không ngờ thì là bị quả phạt đền, thì cái lúc đấy là cái lúc quá muộn để Thái Lan bùng lên thôi. Nên là khi cả đối thủ mà đánh giá Việt Nam cao đồng nghĩa là Việt Nam cực khó gây bất ngờ đấy. Khó chiến thắng họ, nghĩa là Việt Nam mình trước đây là cái tổ chức phòng ngự rất tốt. Nhưng cá nhân anh vẫn nhận định là khi mình tấn công thì gọi là nó vẫn chưa được mạch lạc và chưa được cái đường bóng chết. Đường chết là để hướng đến khung thành, có nghĩa là ở 16m50, 1/3 sân cuối cùng, đường truyền quyết định là mình hầu như là đang thiếu. Đây là cùng một cái khó khăn cho mình khi các đối thủ như Singapore, đã phòng ngự là mình tương đối khó khăn. Ông Park Hang-seo cũng đã chia sẻ với báo chí Hàn Quốc rằng là sơ đồ hiện tại đã lộ rõ rồi và ông ấy lo lắng về việc thay đổi, bởi vì là khi gặp các đối thủ trong khu vực thì không sao, nhưng mà khi gặp một đối thủ vừa tầm và trên tầm thì sơ đồ 2 tiền đạo không biết có phát huy được hay không. Xem hành trình SEA Games thì anh nhận ra điều gì, cách thay đổi như thế nào của huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến thời điểm khi mà thua Thái Lan 2-0 thì ông lập tức ông đưa Hà Đức Trình vào thay cho tận tài, đúng không? Có nghĩa là huấn luyện viên nào thế, tất cả huấn luyện viên trên thế giới họ ít nhất đều phải chuẩn bị cho đội bóng của mình ít nhất là hai sơ đồ. Cái thời gian đầu ấy, ông Park mới sáng thì ông hãy sử dụng sơ đồ 3-4-3, và để cho các cầu thủ làm quen đến mức độ mà nhuyễn thì các em ấy thường xuyên phải đá cái sơ đồ này. Và khi đổi lại một sơ đồ khác thì đấy chính là vấn đề. Vấn đề là gì? Vấn đề thích nghi sơ đồ chiến thuật. Vì vấn đề thích nghi chiến thuật của cầu thủ Việt Nam từ trước nay là vấn đề kể cả thời bọn anh cũng là tương đối hạn chế. Mặc dù sau này các em tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng mà để trong đầu mà nảy ra hai ba chiến thuật để mà ngay lập tức, cái đấy là cái cũng là đang còn khó. Cái ông Park chia sẻ là cái ông rất hiểu bóng đá Việt Nam. Có nghĩa là khi gần Man U hoặc là Real họ cũng là sơ đồ nào là họ đã được đấy. Bởi vì cái thích nghi sơ đồ chiến thuật của các cầu thủ đấy rất là tốt. Nhưng mà các em ở Việt Nam mình đào tạo bóng đá thì có người ví dụ như 15 tuổi mới đá bóng. Đấy, có những thậm chí có những tuyển thủ 16, 17 tuổi bắt đầu mới là đi tập bóng. Thì đấy không thể đòi hỏi một sớm một chiều mà mình thay đổi được. Đấy, buộc bây giờ là ông phải cần thời gian tập luyện nhiều hơn để các em mình mau chóng thích nghi với cái thông điệp của mình truyền tải. Theo như mà tôi theo dõi ấy, thì không chỉ từ trận đấu Thái Lan đâu, mà từ trận gặp Singapore và Indonesia, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu lần lượt tung Tiến Linh vào đá với Hà Đức Trình và ngược lại là Hà Đức Trình vào với Tiến Linh để chơi với sơ đồ hai tiền đạo, và đồng thời là có thay đổi khi kéo trọng về. Thì lúc đấy sơ đồ của đội tuyển Việt Nam mới thay đổi. Bởi vì ông ấy nhận thấy từ trận Singapore sang đến trận Indo, cái khi mình có bóng mình rất là gặp khó để tiếp cận cầu môn đối phương bằng những đường truyền bắn bật nhỏ, thì buộc ông phải thay đổi làm sao đưa hai tiền đạo vào để hy vọng bóng bổng. Đấy, và bàn thắng ngỡ 1-2 trận Thái Lan là minh chứng quả bóng tạt rất tốt và tiền đến dứt điểm rất là tốt. Đấy là cái anh nghĩ là rất là tốt. Bởi vì buộc phải thế thôi. Chứ bây giờ nếu cứ trăm mình đá nhỏ trong khi đối thủ họ đá phòng ngự như thế rất là nhỏ. Việt Nam anh để ý là cố gắng đá nhỏ rất nhiều. Mặc cũng nhuyễn nhưng mà chỉ đến trước 1/3 sân đối phương là mình bị bung ra, là mình bị truyền về. Cái đấy là cả một cái rất là khó. Rất nhiều lần trong SEA Games này, U22 Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Tất nhiên là do áp lực và khó thôi. Nhưng mà anh đánh giá như thế nào về cái vai trò của những quả phạt góc trong cái cách tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo? Kể cả từ đá với các đối thủ Tây Á từ năm ngoái, anh đã thấy là cái bóng bổng và cái chiến thuật đá phạt góc của mình đã có tiến bộ rõ rệt hơn hẳn. Trước đấy mình có hai cầu thủ chơi đâu rất tốt, thời anh Minh Đức thì có anh Minh Đức, sau này có Phan Thanh Bình và Công Vinh là cầu thủ đá bóng tương đối tốt, nhưng cái số lần mà chuyển hóa thành bàn thắng từ những quả phạt góc thì rất ít. Nhưng mà từ cái đợt ông Park Hang-seo là những kết quả đá phạt góc hay từ những tổ chức phòng ngự, tổ chức đá phạt của ông là có ý đồ rõ rệt và có hiệu quả rõ rệt. Đấy thì là cái số lần mà mình tiêu biểu những cái trận mà mình đưa ngoài Indo đây, phạt góc này. Đấy, là cũng đã xuất phát từ những tình huống đá phạt góc mà mình tận dụng được. Đấy cũng là một trong lợi thế của mình, và anh nghĩ là một cái điểm mà ông Park cũng đang nghĩ đến khi đối thủ có cuộc phòng ngự thì mình phải tận dụng những cái tình huống cố định như vậy. Tất nhiên là ông Park có lý do bởi vì chúng ta đang sở hữu rất nhiều cầu thủ cao to, đúng không ạ? Như Văn Hậu 1m86 hay là Tiến Linh và đều là những người khổng lồ trên 1m8 cả. Có lẽ là đây là lứa cầu thủ mà có chiều cao tốt nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, thì hơi khó nhưng mà để chỉ một yếu tố thuận lợi thôi. Thứ hai là vấn đề chiến thuật. Bởi vì nếu như ông không tập nhiều về cái đấy thì cầu thủ không thể tận dụng những quả phạt góc để mà chuyển hóa thành bàn thắng được. Không phải cứ cao to là cứ cấu vào là đầu vào được, đúng không? Mình phải nói ông biết được rằng những cầu thủ cao to này và ông sẽ tập xem đấy là một cái cơ hội để ông tập. Cơ hội ở trong trận đấu thì ông sẽ tập nhuyễn đến khi các cầu thủ có từ quả phạt góc để có thể tận dụng được nó tốt nhất. Thì anh nghĩ là cả một quá trình tập luyện. Những quả phạt góc thường tìm đến Văn Hậu làm tường. Nhưng mà ở trận đấu gặp Indonesia thì Văn Hậu không đánh đầu mà người ghi bàn là Thành Trung. Có nghĩa là cách phạt góc nó cũng rất đa dạng. Chính xác, đúng, rất là đa dạng, chứ không chỉ có cứ tạt vào. Không, đấy thì để mới bảo là họ đã tập đến sân rồi. Đó là chiến thuật đấy, chứ không phải là vũ vơ cao to của câu vào lắn đâu. Mà ở trong bóng đá chuyên nghiệp hiện đại bây giờ thì phải càng tập luyện nhiều thì mới càng thẩm nhuần được cái tư tưởng của huấn luyện viên. Thậm chí là ngoại trừ trường hợp của Văn Hậu, Thành Trung còn có một tình huống mà nhớ là đá thẳng về cho Hoàng Đức dứt điểm nhưng mà hơi nhẹ. Đúng rồi. Hơi nhẹ. Đúng không? Thậm chí nếu Quang Hải cũng có thể sút trúng phạt. Từng thi đấu đỉnh cao, từng thi đấu ở các giải đấu khác nhau và tất nhiên là cũng đã từng chơi ở trên sân cỏ nhân tạo, sân phủ rất nhiều, thì bản thân anh nghĩ là cái việc mà thi đấu ở một sân cỏ nhân tạo và sân cỏ tự nhiên nó khác nhau như thế nào? Khác nhau thứ nhất là cái cảm giác bóng, cảm giác cái đường đi của đường bóng ở trên sân cỏ nhân tạo, nhất là một là nếu như bóng sệt thì nó nhanh hơn, lăn nhanh hơn, và nếu như bóng bổng thì cái độ nảy nó không ổn định, nó theo cái quỹ đạo bay của quả bóng. Ví dụ như có những lúc quả bóng bình thường giống như mình sẽ đứng đón được, có nghĩa trước mặt ở đấy nó nảy ở đấy thì mình sẽ đứng nguyên là mình đón, những người sân nhân tạo có khi nó vọt qua đâu. Có nghĩa là phán đoán cái đường đi của hướng bóng từ chân cầu thủ, ví dụ như cầu thủ đồng đội của mình chuyên bằng kỹ thuật gì thì quả bóng lắm như nào, mình khống chế như nào, đòi hỏi cái sự thích nghi phải rất tốt thì mới đá được trên sân cỏ nhân tạo. Chúng ta nói về Quang Hải một chút. Quang Hải thi đấu với mật độ dày đặc và khi mà có Phan Văn Đức thì có vẻ như là Quang Hải trở thành tâm điểm trên hàng tấn công. Cậu ấy có thể di chuyển đó đường truyền sút xa rồi, nhìn chung là tự do hơn và áp sát khung thành hơn. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì người ta thấy Quang Hải không còn thể hiện điều đó nữa. Góc nhìn của anh có phải là Quang Hải đã phải thay đổi và yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo là như vậy? Nó có hai yếu tố. Cái thứ nhất là yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kéo Quang Hải về. Cái thứ hai, bản thân Quang Hải cũng một là ngại va chạm, bởi vì đã ở trong một cái môi trường mà Việt Nam và môi trường Đông Nam Á thì sẵn sàng đối phương có thể chơi xấu bất cứ lúc nào. Đây cũng làm cho Quang Hải cũng phải suy nghĩ về cái cách chơi bóng. Chứ cá nhân anh nếu như ở châu Âu, anh thích Hải ở gần khung thành đối phương hơn, bởi vì Quang Hải là người tạo đột biến rất tốt. Thì anh thích Hải ở gần cầu môn đối phương thôi, nhưng mà một năm em phải đá phải phá bao nhiêu trận, rồi lại vá chạm, rồi chấn thương, đôi khi lại còn phải nén đau nữa. Thì buộc Hải phải tự kéo về để giảm thiểu nguy cơ chấn thương mà có thể điều tiết được cái sức của mình. Thì anh nghĩ nó có gồm cả hai yếu tố đấy. Nhưng mà bây giờ thì cậu ấy chấn thương rồi, rất là tiếc. Thì theo anh đánh giá cầu thủ nào có thể đảm nhiệm được cái vai trò đấy? Bởi vì Hải là một cầu thủ đẳng cấp nhất của đội bây giờ. Có cậu ở trên sân là có một sợi dây kết nối từ những cái đường truyền ngắn nhỏ, mở bóng, phân phối bóng cũng là rất là thông minh, có đầu óc, có tổ chức. Thế bây giờ Hải nghỉ đi thì ông Park ông sẽ thiếu một cái mắt xích quan trọng để phục vụ cái ý đồ chiến thuật của ông. Bởi vì Hải thích nghi chiến thuật rất nhanh. Thế bây giờ tìm người thay thế anh nghĩ không phải tìm, bởi vì từ lâu nay Việt Nam đã dựa vào tập thể. Thì là trong cái lối đá tập thể để ai tỏa sáng hơn không thì anh nghĩ là Hoàng Đức. Cho nên để thay thế hẳn Quang Hải thì không ai cầu thủ nào thay thế được. Nhưng không phải là vì Quang Hải nghỉ mà đội tuyển Việt Nam sẽ bị yếu đi, mà là anh nghĩ là thiếu một cái mắt xích để phục vụ ý đồ chiến thuật của ông Park tốt hơn thôi, tốt hơn. Còn ví dụ như là trong một cái lối chơi tập thể như thế thì bản thân người hâm mộ Việt Nam và giới chuyên gia họ đều khó nhận định là trận này ai sẽ tỏa sáng và ai sẽ ghi bàn. Đấy, bởi vì ông ấy là cái lối chơi của ông Park là tập thể, lối chơi tập thể. Về ở trận bán kết thì mình gặp Campuchia. Cái đối thủ này rất là kỳ lạ. Họ thắng Malaysia 3-1 và trong trận đấu đó hình như họ tung ra 14 pha dứt điểm và có được 3 bàn thắng. Một bất ngờ thú vị đúng không? Để mà nói Campuchia vào đến bán kết thì là nhiều người đã ngạc nhiên rồi. Việt Nam và Campuchia gặp nhau cũng tương đối nhiều, chứ không phải là giờ mới là một cái đội ẩn số nữa. Bây giờ có thể Campuchia họ tiến bộ, nhưng để đến mức mà tiến bộ quật ngã là Việt Nam là cũng cả một vấn đề đấy. Bởi vì khi ở vòng bảng có thể là các đối thủ đang bất ngờ, nhưng vào đây chắc chắn là ông không xem thường Campuchia rồi. Vâng. Mình sẽ tôn trọng đối thủ, và khi có mình sự chuẩn bị và tôn trọng đối thủ thì anh tin là Việt Nam sẽ vượt qua được Campuchia. Mình sẽ nhập cuộc một cách đúng rồi, chính xác hơn đúng không ạ? Đánh giá được đúng đối thủ hơn. Nếu đấy mà trận đấu Campuchia đã gặp Việt Nam vòng bảng thì anh nghĩ là cơ hội để Campuchia gây bất ngờ rất là lớn. Thế nhưng mà trong một trận bán kết thì các đối thủ đều họ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Đấy, ban huấn luyện của đội tuyển mình cũng phải mổ xẻ sao Campuchia thắng được Malaysia và có những cái phương án gì và rồi đá như thế nào, đúng không? Cặp chung kết mà anh đang tưởng tượng ra là U22 Việt Nam và Indonesia. Khi mà chúng ta đá với Indonesia thì chúng ta hiểu vì sao mà họ đánh bại Thái Lan 2-0 chóng vánh. Anh nhận định như thế nào về trận chung kết nếu như U22 Việt Nam gặp Indonesia? Nếu mọi người mà nghĩ là mình từng thắng họ vòng bảng mà nghĩ mình mạnh hơn là nhầm. Thực ra bởi vì Việt Nam lâu nay quá phát triển, 2 năm trở lại bóng đá Việt Nam của nó trong Đông Nam Á là hầu như là lấy hết ánh hào quang của các đội bóng khác. Nên là mọi sự tập trung và tâm điểm là đều về Việt Nam, nên vô hình chung làm cho họ ít nhiều họ e dè. Và chính họ thua bởi vì họ mang cái tâm lý chỉ cần hòa là được. Anh thấy rất là kỳ lạ nhé, Indonesia cầm bóng rất tốt, đá nhỏ rất tốt, thể lực rất tốt, phản công rất tốt. Tại sao lại phải chịu trận phòng ngự? Bởi vì khi đấy là họ đang mang cái tâm lý, và cầu thủ đã là vận động viên thể thao vào sân và mang một cái tâm lý gì đấy rồi, rất để khó thể hiện hết mình. Chứ lúc đấy nếu như họ mà 5 ăn 5 thua mình một mất một con, chưa biết chuyện gì xảy ra. Thật sự xem là Việt Nam rất khó khăn đối với Indonesia. Khi họ lui về là họ nhường sân cho mình. Nhường sân. Đấy, nếu như huấn luyện viên Indonesia họ nhận định được, họ rút ra kinh nghiệm được thì gặp lại chung kết là một trận khó khăn của mình, thật sự khó khăn đấy. bên cạnh vấn đề chiến thuật thì thi đấu với mật độ dày đặc như thế này có lẽ thể lực sẽ là một vấn đề, đúng không? Ta phải nói công bằng như này này, các đội đều chơi như nhau chứ không riêng Việt Nam. Các đội đều đá như cũng như mình mà, cũng đá sân nhân tạo và cùng độ tuổi như thế và cũng đá hai ngoài trận như đâu về Việt Nam đâu. Nên cái vấn đề này nếu chỉ có SEA Games họ mới nghĩ ra cái trò để đá hai một trận. Thôi nhưng mà đã là chơi thì phải tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận thôi, đúng không? Thế bây giờ phải có nghĩa là cái yếu tố đấy thì các đội đều phải tính chứ không phải riêng Việt Nam mình, và các đội đều phải lo. Thế nhưng mà đã chấp nhận chơi thôi, cuộc chơi là do họ ban tổ chức đặt ra thì mình phải chơi chung một sân, một điều kiện thời tiết. Mình không thể lấy lý do này khó kia thì đội kia họ cũng thể lực như thế, còn tôi không đá như ông mà. Những cái phương án tấn công của U22 Việt Nam anh thấy còn điều gì có thể phát huy được không? Cái quá người của mình còn ít cầu thủ mạnh dạn rằng quá người đột phá 1/3 sân đối phương của mình, mỗi có Hoàng Đức trận vừa rồi anh thấy là còn giảm đi bóng quá người, và khi đi như thế chỉ cần đi qua một người cái hệ thống phòng ngự đối phương sẽ vỡ ngay. Thì anh hy vọng trận tới mình sẽ có nhiều pha đột phá ở trên 1/3 sân đối phương, bởi vì cái phòng ngự đa số các đội là theo hệ thống, đội nào có một cái hệ thống phòng ngự cả, vị trí cả. Vì những cái vị trí của anh là đứng đấy, vị trí em ngồi đấy và anh ngồi đấy rồi đấy, nhưng mà nếu như người ta vượt qua em thì chắc chắn là vị trí anh phải thay đổi, phải di chuyển thay đổi. Đó là đang là tại sao trên bóng đá là có những người họ gây đột biến được như thế. Gần đi quảng qua một người ở sân 1/3 sân đối phương ra đã thấy nguy hiểm rồi. Và chúng ta cũng hy vọng là bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được thêm những thành công mới. Và xin cảm ơn anh.